Chào mừng các bạn đến với lại kênh YouTube của Kali Phan Nail. Đầu tiên các bạn sử dụng cọ bảng số 3, lấy màu trắng và màu tím tán màu ra. Chúng ta sẽ vẽ hai cánh bên hông trước, sau đó đến cánh giữa để có được độ xòe phồng. Và mình sẽ đi luôn cánh đài ở bên dưới. Nếu như chỗ nào mình thấy màu chưa đều, mình có thể chồng màu nha cả nhà ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ đi tiếp ngay cái khoảng cánh trên, sẽ cho chồng hơn cánh dưới một tí và đi các cái phần lá đài vào. Toàn bộ đây mình đang sử dụng màu trắng và màu tím, tán hai màu thôi. Thì ngay điểm nào mà mình thấy màu chưa đều, mình có thể để khô và mình chồng màu lên. Với màu lá thì các bạn sẽ phối màu xanh non cộng với lại xanh lá đậm và màu đen. Thì mình nên làm có chiếc lá nửa và chiếc lá nguyên, như vậy thì nhìn đám lá mình sẽ xanh sinh động hơn. Rồi, mình chồng màu cho màu sắc được rõ nét nha. Tiếp theo đến phần viền thì các bạn sẽ sử dụng dòng cọ hoa văn, tức là dòng cọ lông mỏng của Phone, pha màu xanh và màu trắng với nhau. Còn riêng ở trong phần viền hoa thì các bạn chỉ viền bằng màu trắng không thôi. Khi mình viền thì mình nên là đứng cọ lên, thì mình phớt ra nét sẽ mỏng và mịn, cũng như là màu sắc được rõ hơn, không có bị sần màu. Thì chúng ta sẽ xước từ ngoài vào trong, như vậy sẽ làm cho đường xước mình nhìn tự nhiên hơn nha. Rồi, mình viền tất cả các phần cánh lại cho cánh hoa mình được sắc sảo. Chấm nhụy bằng màu vàng. Sau đó mình sẽ sơn tóc gel để giữ lại độ bóng và độ bền cho phần nền móng cũng như là phần hoa mình vẽ. Tóc có gel mình sẽ sơn lên nền sơn gel. Ok, bây giờ tới phần sử dụng đề can thì chúng ta thấy là mình sẽ lấy một đề can. Đề can thì các bạn nên mua dòng đề can mỏng mịn như vậy nha. Rồi, mình có thể lấy ra và mình ốp sát lên trên nền sơn gel. Lúc này thì phần dư ra chúng ta sẽ sử dụng kéo để cắt. Sử dụng tiếp đến cọ nét gel trong của Phone. Ở đây Mỹ Nguyên phối màu tím và màu xanh dương. Mình có thể phối chồng lên trên phần đề can luôn mà mình thấy là không hề bị che chữ, bởi vì đây là dòng gel trong. Hơ vào đèn khoảng 20 giây. Sau đó thì các bạn sẽ sơn một lớp top gel và cũng hơ vào đèn 30 giây cho lớp top này nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip và hãy để lại comment nếu như có thắc mắc gì, cũng như là nhấn subscribe để mình nhận được các thông báo mới khi có clip mới nha. Bye bye!